Quy sẽ tầm xa hơn nhiều những đường trên này. Levi, Levi đang tới. Levi đang tới và Levi có bùa đỏ đẩy được Huni về phía Levi và chiến công đầu dành cho Gigabyte Marine. Và đó là Levi khi anh ta là người có khả năng tận dụng rất tốt. Marine, ta khoảng đã xem được tình huống khu phía trên này khi mà cấp độ 6 từ Levi rồi. Và Binet đang bị tấn công, sát thương dồn vào đến từ Levi chưa đủ. Huni còn 100 máu trụ băng và Levi có được điểm hạ gục thứ hai trong trận đấu này. Đây đầu tiên rồi Levi vòng ra phía sau lưng của Faker nhưng đã đi qua tầm nhìn rồi. SKT biết làm gã không thành công. Faker né rất nhẹ tất cả mọi thứ mà Optimus và Levi tung ra. Anh ta dùng chiêu cuối giật ngược trở lại, dính kiệt sức, sát thương dồn vào, vẫn chưa hạ gục được Faker. Đạn nổ đang không trúng, Optimus lao vào. Và ở đường dưới thì Achi bị mất quá nhiều máu, đang phải bỏ chạy. Anh ta né Q của bàn, né được Q của Binet. Có một tình huống slay bắn nhưng dính quá nhiều kiệt sức và anh ta nằm xuống. Ba người có điểm hạ gục, đang chuẩn bị có điểm hạ gục tiếp theo khi mà Achi quá đơn độc trong trụ và Binet tóc biển dầm e không hụt. Nhưng Stark đáp xuống, Stark chưa đủ sát thương, bang đã phải đâm xuống, double kill cho Stark nhưng cuối cùng anh ta cũng phải ngã gục. Đối phương có năm điểm hạ gục, ta đổi lấy một lượng tiền. Đường trên, đường trên, bang vẫn chưa có tóc biển, bang vẫn chưa có hụt. Rất đẫm máu không trúng của Stark nhưng bang vẫn bị giữ lại và đó là Stark với điểm hạ gục. Nhưng cẩn thận, Binet tới, anh ta chỉ đá trúng Achi và ra quy hồng mô mắt. Nhưng đã có mưa tên lửa rất đẹp của Uni và Achi vẫn phải nằm xuống. Chúng ta vẫn đánh được nha, chúng ta vẫn đang đánh được nhưng không, Stark đã nằm xuống và bây giờ Levi đang phải chạy. Anh ta dùng chiêu cuối để chạy và né lao điện, né lao điện nhưng không còn e để lướt nữa. Huni được tăng tốc, tóc biến né lao điện, Huni vẫn đang được tăng tốc bởi Wolf. Lao điện thứ hai, Levi đang cố gắng né, anh ta bị dính lao điện, bị sấy trong trụ. Huni có luôn cả khổng lồ hóa từ Wolf và Levi thoát rồi. Đánh nhau nhưng không quên lấy cả mục tiêu. Huni đang bị tấn công bởi Optimus, có mặt Levi ở đây và Huni. Chúng ta vừa xem một cái thông số cái trận trước giữa đại băng tiện trúng vào bang. Bang không có nhiều thứ để chạy, anh ta sẽ bị giữ chân lại. 3-2, bang vẫn đang bắn được và bắn cực kỳ tốt. Anh ta hạ gục Achi đầu tiên, anh ta vẫn phải nằm xuống. Phía bên này Binet bị làm choáng, Optimus bùng nổ sức mạnh chưa đủ sát thương, kiệt sức của Binet. Faker đang đứng hững và Optimus có được điểm tắt điện nhưng ta vẫn phải nằm. Đây là một pha trao đổi mà chúng ta lấy hai đội